Shipper làm đổ gần cả triệu tiền Starbucks của khách khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa, lỗi tại ai? Nghề shipper đồ ăn đôi khi cực khổ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Không chỉ phải chờ đợi lấy hàng cho khách rất lâu, vượt đường xá xa xôi để giao đến tận tay bạn, mà đôi khi họ còn gặp nhiều tình huống cực kỳ khó xử. Điển hình như trường hợp của anh shipper xấu số dưới đây. Chuyện là trước lúc giao 9 ly Starbucks tới tay của khách, anh shipper này đã bất cẩn làm đổ hết xuống đường. Ai cũng biết mỗi ly đồ uống của thương hiệu đình đám này có giá không hề rẻ tí nào tại Việt Nam. Tính xương thiệt hại cũng lên đến hàng triệu đồng chứ chả ít. Đăng tải lên TikTok kèm câu hỏi nên xử lý làm sao bây giờ, đoạn clip này nhanh chóng nhận được vô vàn ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có người bênh vực anh shipper, người lại đổ lỗi cho cửa hàng. Không phải bên anh shipper nhưng hàng chục ly nước mà lại đựng trong mỗi một cái túi giấy thì không an toàn tí nào. Chưa rõ có phải là lỗi của anh shipper hay không, nhưng rất có thể ly đá lạnh chảy nước ra, gặp túi giấy sẽ làm rách và thủng. Không cẩn thận khi đi giao hàng thì phải chịu thôi, chẳng thể đổ lỗi cho cửa hàng hay là xui rủi được. Do chạy nhanh, chạy ẩu nên mới đổ thôi chứ túi giấy của Starbucks chắc lắm. Mình đã từng mua hàng chục ly như thế rồi, về đến nhà vẫn còn bình thường mà. Rõ ràng phía sau xe anh giao hàng có một cái thùng to để bỏ đồ ăn thức uống vào cho an toàn hơn. Vậy mà anh ta lại đem đi treo bên hông xe, không đổ cũng uổng. Biết là do bất cẩn nhưng cũng tội cho anh shipper thiệt. Ngày chạy được có mấy cuốc xe mà giờ phải đền tiền triệu thì khóc mất. Vì không phải là người trực tiếp chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối nên chúng ta chẳng ai có thể đổ lỗi 100% cho phía cửa hàng hay là anh shipper xấu số. Chỉ biết rằng sau sự việc này chắc hẳn là số tiền mà anh ta phải bỏ ra để đền cho khách là rất lớn, dù sao thì cũng xin chia buồn cùng anh.